Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Nguyễn Xuân Thắng và Trần Bình Minh đã nâng đỡ Nguyễn Thị Thanh Nhàn sắp lộ phải không? Theo báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin về các đế chế IEC Group của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong cách làm ăn và những hợp đồng trúng thầu hàng loạt những dự án đầu tư công, không khỏi làm nhiều người giật mình. Sự liên kết giữa doanh nghiệp và thế lực chính trị quả thật rất phức tạp và rắc rối. Không dễ để ông Nguyễn Phú Trọng phanh phui tới cùng vụ án đầy phức tạp này. Càng ngày nó càng lộ ra những bàn tay mờ ám, nâng đỡ cho bà nữ doanh nhân này, những ưu ái trải khắp các lĩnh vực do nhà nước quản lý. Cần làm rõ đằng sau những hợp đồng là mối quan hệ như thế nào. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ghi nhận. Những năm qua, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IEC Group đã trúng thầu hàng loạt các dự án đầu tư công rất lớn. Cụ thể là vào tháng 10 năm 2017, IEC Group trúng thầu với giá hơn 90 tỷ đồng thuộc dự án trong một dự án nâng cấp kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cũng trong năm 2017, IEC Group trúng thầu với giá hơn 30 tỷ đồng ở một dự án khác thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cũng như nhiều gói thầu cung cấp hệ thống điều hành thông minh cho các địa phương Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế. IEC Group của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được mô tả là đã trúng thầu một loạt gói thầu hàng trăm tỷ đồng trong mảng tài nguyên môi trường tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, bao gồm Bạc Liêu 39,4 tỷ đồng, Gia Lai 26,7 tỷ đồng, Bắc Ninh 157,4 tỷ đồng và Quảng Ninh 34,5 tỷ đồng. Trong lĩnh vực bất động sản, thông tin giới thiệu trên trang iecgroup.com của tập đoàn này giới thiệu doanh nghiệp đang triển khai hai dự án bất động sản quy mô lớn. Đó là khu đô thị Phật Tích, Bắc Ninh, quy mô xây dựng khoảng 3.000 ha. Dự án khu đô thị Tân An, tỉnh Long An, quy mô xây dựng tới 500 ha. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Bình Minh. Ngoài ra, IEC Group còn triển khai các dự án khác như khu đô thị mới IC Mê Linh, quy mô xây dựng là 94,3 ha. Đầu năm 2022, IC Group đã chuyển nhượng dự án này cho doanh nghiệp khác. Dự án IC Xuân Đỉnh diện tích đất là 4.102m2, được cấp phép 12 năm nhưng chưa triển khai. Hầu hết các dự án bất động sản do IC Group đầu tư đang chậm tiến độ, tờ báo này cho biết. Vào ngày 29 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC và các đơn vị liên quan. Nhà chức trách cũng ra quyết định khởi tố bắt tạm giam các bị can thuộc công ty IC, trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty này. Kết quả điều tra ban đầu xác định IC đã có sự móc ngoặc với các đơn vị thẩm định giá, thực hiện nhiều hành vi vi phạm trong quá trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước khoảng 152 tỷ đồng. Thông tin tự giới thiệu của IEC Group trên trang iecgroup.com của công ty nói rằng hệ sinh thái IEC Group gồm 29 công ty con hoạt động trong kinh doanh trong nhiều lĩnh vực từ y tế, giáo dục, chuyển đổi số, tài nguyên môi trường đến bất động sản. IEC Group nói họ bắt đầu kinh doanh vào lĩnh vực môi trường vào năm 2007, y tế vào năm 2008 và giáo dục vào năm 2011. Bản tin của Bộ Y tế cuối tháng 7 năm 2021 cho biết IEC Group và hai công ty với đối tác là công ty MTV và công ty sinh phẩm số 1 và Biotech và công ty Xiaomi của Nhật Bản ký thỏa thuận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19. Theo đó, dự kiến tháng 6 năm 2022, sẽ hoàn tất các hoạt động và đưa vaccine ra thị trường. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn bên cạnh ông Nguyễn Xuân Thắng. Tại sao bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lại trúng thầu những dự án của Đài Truyền hình Việt Nam? Đây là câu hỏi đặt ra. Vai trò của ông Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam khi đó là Phạm Bình Minh. Vì sao đã ưu ái bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn? Chưa hết, vì sao ông Nguyễn Xuân Thắng để bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn giật lấy hợp đồng cung cấp hệ thống điều hành thông minh Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh?
người ta cũng không hiểu sao một doanh nghiệp không chuyên hoạt động trong phát thanh và truyền hình lại trúng thầu những gói thầu của Đài Truyền hình Việt Nam. Người ta cũng không hiểu một công ty không có chuyên môn về ngành công nghệ thông tin đã được ông Nguyễn Xuân Thắng ưu ái trúng những gói thầu lớn như vậy. Và sự ưu ái này rõ ràng không được trong sáng. Ông Nguyễn Phú Trọng nếu có quyết tâm chống tham nhũng tới cùng thì ông hãy cho điều tra để giải đáp thắc mắc này cho người dân được biết. Động cơ nào đã khiến cho những ủy viên Trung ương Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam ưu ái cho một nữ doanh nhân đến như vậy? Người dân đang chờ ông Trọng trả lời. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ai giúp Nguyễn Thị Thanh Nhàn trốn thoát, lộ nhân vật khủng. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là nhân vật bị bắt có mối quan hệ với quan chức nhà nước khủng nhất từ trước đến nay. Ban đầu, bà này có mối quan hệ với bà cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đầy quyền lực khi đó. Chỉ cần nghe nói đến tên của hai nhân vật này thì mọi người biết đó là độ khủng của mối quan hệ như thế nào. Tuy nhiên, những người này có tên tuổi khủng thật, nhưng đến bây giờ họ không còn quyền lực nữa. Nói thẳng ra thì đây là những mối quan hệ trong quá khứ, còn với hiện tại có thể họ vẫn còn giữ mối quan hệ. Nhưng hai người này khó mà giúp gì được Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vấn đề giành lấy hợp đồng. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Nguyễn Xuân Thắng, người vẫn còn đang nắm quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, sau lần lượt ông Nguyễn Tấn Dũng rồi đến bà Nguyễn Thị Kim Ngân rời chiếc ghế quyền lực, thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã có những mối quan hệ mới. Những mối quan hệ này đã giúp cho nữ đại gia có thể giành lấy những hợp đồng lớn bao trùm rất nhiều ngành nghề khác nhau, thì người đó phải có quyền lực bao trùm, chứ bộ trưởng quản lý một phân ngành không thể nào giúp được đến như vậy. Nguyễn Thị Thanh Nhàn có tài ngoại giao, giỏi móc nối quan hệ, mà đặc biệt là những mối quan hệ khủng. Qua cầu nối là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thanh Nhàn không chỉ làm quen được với ông Nguyễn Tấn Dũng mà còn với rất nhiều nhân vật khác cấp cao trong Đảng Cộng sản. Các nhân vật đó đều là những cái tên khủng như Phạm Minh Chính, Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thị Thanh Trà, Nguyễn Thiện Nhân, Trịnh Đình Dũng, Trần Bình Minh, và trong đó có các nhân vật như Nguyễn Thiện Nhân, Trịnh Đình Dũng và Trần Bình Minh đều đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, còn đó những con người đầy quyền lực hiện nay vẫn đang ngồi yên vị trí và dường như sắp tới họ có thể leo cao hơn. Trong đó có ông Phạm Minh Chính và Phạm Bình Minh là đương kim thủ tướng và phó thủ tướng thường trực hiện nay. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính. Có thể nói mối quan hệ của Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện tại không thua kém gì mối quan hệ của bà ta trong quá khứ. Quen đến thủ tướng thì có thể nói bà có thể giành lấy rất nhiều hợp đồng khủng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ Bắc đến Nam là điều khó tránh khỏi. Và dư luận cũng vẫn thường đặt ra câu hỏi ai đứng sau lưng bà. Còn nhớ vụ án Nhật Cường Mobile dính đến sai phạm của Nguyễn Đức Chung trước đây thì ông chủ Nhật Cường Mobile là Bùi Quang Huy cũng đã cao chạy xa bay trước khi chính quyền có lệnh khởi tố và bắt tạm giam ông chủ này. Và cho đến nay, nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thể bắt được ông này để về quy án. Đây là vụ án điển hình về thông tin bị rò rỉ mà người bắn thông tin ra không ai khác chính là những quan chức cấp cao trong Đảng. Những người này có quyền lực rất lớn mới có được những tin tức tuyệt mật như vậy và thông báo cho Bùi Quang Huy cao chạy xa bay để đến bây giờ mất tăm tích. Hiện nay lệnh khởi tố và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã được ban ra, nhưng xem ra bà Nhàn đã cao chạy xa bay từ trước khi phát lệnh khởi tố và bắt tạm giam rất lâu rồi. Rất có thể lại một trường hợp như Bùi Quang Huy lặp lại. Tuy nhiên có lẽ vụ án này lớn hơn vụ án Nhật Cường Mobile. Những nhân vật thông báo bị can bỏ trốn thì người đó phải là người có quyền lực rất lớn và mối quan hệ làm ăn phức tạp với bà này. Bởi lẽ nếu người ta không sợ liên lụy thì không thông báo cho bị can làm gì. Xem ra việc bắt cho được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về quy án là không hề dễ dàng gì khi bà ta đã trốn ra nước ngoài và được các nước bảo hộ.
Vậy câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người có khả năng tác động của vấn đề làm lộ tin tức trong quá trình điều tra vừa qua? Những tên tuổi có thể được khoanh vùng như Phạm Minh Chính, Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thị Thanh Trà. Đây là những người có quyền lực và đang đương chức, đương quyền. Họ sẽ dễ dàng tiếp cận và moi thông tin hơn là những người đã về hưu. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh. Vậy trong số đó ai là người đạo diễn? Hiện giờ thông tin thì còn rất ít, cho nên rất khó xác định nhân vật chính đã tạo ra vụ đào tẩu này. Đây toàn là những nhân vật khủng, không dễ gì đụng vào họ được. Vụ án bắt Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang được dư luận rất quan tâm, đặc biệt là người ta quan tâm với nhân vật lớn nào đứng đằng sau bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để giúp bà này né việc truy bắt một cách ngoạn mục đến như vậy. Nhân vật đó là ai thì giờ chỉ có thể chờ cho đến khi ông Nguyễn Phú Trọng đủ dũng khí để phanh phui tới cùng vụ án này. Với mối quan hệ khủng như thế, rất có thể bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ khiến cho ông Trọng đánh trống bỏ rùi, buông bỏ chuyện truy tới cùng.